Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo cho người dân đón Tết an toàn, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu mọi hư hỏng mặt đường gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông phải được khắc phục khẩn trương, đảm bảo hoàn thiện phục vụ Tết cho người dân dịp Tết năm Nguyên đán 2015. Qua kiểm tra, hiện tại nhiều tuyến đường trên cả nước đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, như quốc lộ 4A nối tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, quốc lộ 31 qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn, các tuyến quốc lộ 279, quốc lộ 37 hay tuyến quốc lộ 1 đoạn qua Bắc Giang, Lạng Sơn. Trên các tuyến đường này, nhiều đoạn mặt đường đã bị bong chóc, nhiều ổ gà gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhiều đoạn đã hỏng hóc từ lâu xong không được dặm vá. Liên quan đến vấn đề này, đại diện Cục Đường Bộ Việt Nam cho biết, cần sửa chữa ngay đối với các vị trí hư hỏng trên đoạn tuyến đã có trong dự án bảo trì đường bộ hoặc nằm trong kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2015 được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận nhưng chưa triển khai thi công. Đối với các hư hỏng mặt đường phát sinh, cần thống kê, báo cáo lại để có kế hoạch sửa chữa sớm phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Ất Mùi năm 2015.